giao thông không? Nói chung là khi mà tham gia giao thông tới ngã ba ngã bảy rồi á, là cái con mắt mà nó nheo lên, nó giật lên, Chúc là cảm thấy mừng là ông ngoài mất đời nhé. mất an toàn giao thông, là cái khi là tham gia giao thông đó, Ngoài đời. thời gian là nặng. Và lúc mà chú 2006 chú đi khám thì được các bác sĩ chẩn đoán của bệnh của mình là gì chú? Theo đông y thì nó chưa đủ thứ, bên Dạ. đông y là kêu bị bệnh bệnh gì, nói về cái bệnh bệnh đông y là đã, bệnh đông y là nói từ lại bệnh bệnh gì. Mình gì rung tay Co hát nửa mặt. hai thắt nữa bạch. Nói chung là chúng ta sẽ phải một người bệnh đến mà để chúng ta đánh giá tim thì chúng ta cũng phải hỏi bệnh và thăm khám đầy đủ. Chúng ta nếu mà người bệnh mà đã được tiêm một hai lần trước thì chúng ta ngoài cái việc mà hỏi bệnh thăm khám đầy đủ xác định chẩn đoán thì chúng ta cũng phải xác định lại cái chẩn đoán. Rồi nhiều khi cái lần trước thì mình thấy là cái biểu hiện của một cái co thắt nửa mặt hay là một cái bệnh cần phải tiêm, nhưng mà ví dụ như người bệnh nhiều khi một năm hoặc là 6 tháng mới tới tiêm lại, nhiều khi mình khám mình là thấy có phát hiện một cái vấn đề khác. Cho nên cái việc đầu tiên của cái việc mà chuẩn bị trước khi mà thực hiện phẫu thuật tiêm thì dù bệnh của ở đâu giới thiệu hay là mình mới khám lần đầu hay là mình tái khám lại thì mình cũng phải hỏi bệnh, mình thăm khám và xác định lại cái chẩn đoán. Đó là cái bước đầu tiên của cái việc mà chuẩn bị cho bệnh nhân trước khi tiêm botulinum toxin. À, chú có thể cởi cái khẩu trang ra một chút không ạ? À? Chú thì bệnh nhân ở đây là bị cái triệu chứng giật vùng mặt, sau đó mắt quanh, sau đó lan ra vùng má và vùng miệng phía bên trái, và đã được chẩn đoán là co thắt nửa mặt từ năm 2006. Thì bây giờ trên cái biểu hiện của lâm sàng thì vẫn phù hợp với cái chẩn đoán là co thắt nửa mặt. Cái lần vừa rồi chú tiêm là vào tháng mấy chú? Hồi tháng 1 Rồi sau tiêm mấy ngày thì chú thấy là cải thiện triệu chứng giật cái mặt? sau tiêm lại đúng một tuần, Rồi sau mấy tuần là chú thấy cải thiện nhiều nhất? trong từ là 7 ngày đầu là bắt đầu nó giảm, là nó bớt, là bớt từ sau đến cái là 90 ngày sau Là hiệu quả kéo dài là 3 tháng. hiệu quả rất cao, là cũng bình phục là 80%, Là hiệu quả lúc mà tốt nhất là 80%, kéo 80% dài 3 tháng. kéo dài 3 tháng. Rồi chú tiêm về có tác dụng phụ gì không chú? Nói chung là không có tác dụng phụ thôi, chỉ là cái hàng mí thuốc là nó chạy là nó bầm đen chút xíu À thôi, là có bầm chỗ tiêm. trong vòng 1 tuần 2 đến 2 tuần nó tan hết À bầm chỗ tiêm kéo dài 1 tới 2 tuần là tự hết. rồi. Bước tiếp là chúng ta sẽ đánh giá cái hiệu quả và tác dụng phụ của cái lần tiêm botulinum toxin trước. Các anh chị thấy là bác sĩ Thương có hỏi người bệnh là vấn đề về hiệu quả của lần trước như thế nào và cái tác dụng phụ như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đánh giá cái điểm độ mức độ nặng của cái tiêm botulinum toxin để mình xem xét cái chỉ định tiêm botulinum toxin lần này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ phải checklist xem bệnh nhân này đã có chỉ định tiêm botulinum toxin trở lại. Trước đây có, nếu mà chích lần đầu thì chúng ta xem thử là người bệnh có bị chống cái chỉ định gì liên quan tới tiêm botulinum toxin hay không, bằng cách là hỏi tiền sử bệnh, các một số bệnh liên quan, tiền sử dùng kháng đông, tiền sử dị ứng với lại botulinum toxin hay là dị ứng phản ứng phản vệ với lại những thứ khác vân vân, thì chúng ta sẽ check cái điểm đó. Chú hiện tại là có đang điều trị bệnh gì không chú? Ngoài cái bệnh co thắt nửa mặt này. Đó, đang điều trị là cái bệnh động mạch vành. Rồi. Hiện tại là chú đang uống những thuốc gì chú có nhớ không? Thuốc thì nói chung là mình thuốc tay là cái tên thuốc là mình không nhớ, chỉ có có cái to rồi thôi. À, chú có mang theo toa đúng không? Đó, đều sắc.
Chú Ngữ thì có cái bệnh mạch vành thì hiện tại là đang xài cái kháng dập tiểu cầu clopidogrel, chứ hiện tại không có dùng các cái thuốc kháng đông, cho nên là không có cái chống chỉ định của cái tiêm. Tức giờ là không có tiền canh dị ứng gì hết đúng không? Không có. Và bệnh nhân đã được tiêm từ tháng 1 thì hiện tại bây giờ đã là 11 tháng và cái triệu chứng bắt đầu là bị lại, nên bệnh nhân sẽ có cái chỉ định tiêm lại botulinum toxin để điều trị co thắt nửa mặt lần này. Thì trước khi tiêm thì bác sĩ cũng sẽ tư vấn lại những cái về hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc như những cái lần tiêm trước, và sau đó thì chú sẽ ký cái cam kết để chấp nhận là mình tiêm thuốc lần này. Thì thường những bệnh nhân tiêm lần đầu thì chúng ta sẽ tư vấn rõ cái phần này về cái hiệu quả cũng như tác dụng phụ của thuốc. Nhưng mà thường những bệnh nhân đã tiêm nhiều lần rồi, ví dụ trong trường hợp của chú này thì chú đã hiểu hết rồi, đưa thì chú nắm vấn đề và chú chỉ ký và thực hiện thủ thuật thôi. Dạ em xin đọc, bác sĩ xin đọc lại cho chú những cái nội dung về tư vấn của cái phẫu thuật tiêm botulinum toxin. Thì sau khi mình tiêm thì bắt đầu giảm triệu chứng là thường 5 tới 10 ngày và cải thiện trung bình là 70 đến 80%, và cái thời gian hiệu quả là 3 đến 4 tháng. Và đối với những cái bệnh nhân mà tiêm lần đầu thì cũng sẽ phải tư vấn thêm là có khoảng chừng 20% bệnh nhân sẽ không có hiệu quả với phương pháp này. Và cái biến chứng có thể có đó là sụp mi, nhìn đôi, khô mắt, chảy nước mắt, méo miệng hoặc bầm nơi tiêm, và đa số là nhẹ và thường tự hết sau 1 tới 3 tuần. Và cái tổng chi phí dự kiến của chú lần này thì sẽ thuộc thuộc vào cái liều tiêm thuốc của chú. Trong cái trường hợp này thì mình nếu mà trường hợp mà chú đã tiêm lần trước rồi thì mình sẽ xem cái hiệu quả và tác dụng phụ của lần trước là khá là đạt rồi thì mình cứ tiếp tục tiêm lại cái liều của lần đầu lần trước đó thôi. Thế trường hợp của chú để bác sĩ xem, trường hợp chú Nguyễn Văn Ngữ lần trước là chú tiêm vào lần cuối cùng là vào ngày 29 tháng 1 năm 2021, thì lần đó là chú tiêm với tổng liều là 140 đơn vị cho co thắt nửa mặt bên trái. À, thì cái bước tiếp theo sau khi mà xác định được cái liều tiêm là 140 đơn vị giống như lần trước thì bệnh nhân sẽ được gặp điều dưỡng để được đo huyết áp và ký cái cam kết phẫu thuật tiêm thuốc. Chúng ta biết rằng là trường hợp chú Ngữ này là chú đã tiêm lần này thì đã là lần thứ 13 rồi. Cái lần đầu tiên thì chú chỉ tiêm có 80 đơn vị theo cái liều chuẩn mà thường chúng tôi hay khuyến cáo ở những bệnh nhân co thắt nửa mặt khởi đầu. Chúng ta thường hay tiêm liều đó và dựa vào cái hiệu quả cũng như là tác dụng phụ thì trong trường hợp của chú này cái hiệu quả nó kém cho nên mình đã tăng dần lên, tăng dần liều lên. Và cái liều cho cái lần cuối cùng là 140 đơn vị. Như là lúc nãy bác sĩ Thương cũng đã hỏi về các cái hiệu quả cũng như tác dụng phụ của lần tiêm vừa rồi thì mình có thay đổi liều không bác sĩ Thương? Dạ do cái lần vừa rồi hiệu quả kéo dài trên 3 tháng và hiệu quả 80%, cho nên lần này thì sẽ không có thay đổi liều. Cho nên lần này thì mình sẽ quyết định mình sẽ tiêm lại đúng cái liều như vừa rồi vì cái hiệu quả nó kéo dài trên 3 tháng và cái tác dụng phụ không có và hiệu quả nó đạt được 80%. Rồi mình sẽ tiến hành cho bác ký. Thường thì trên Đại học Y Dược chúng tôi sẽ điều dưỡng sẽ tiến hành tư vấn lại cho người bệnh thì mình cũng hiểu cái tư vấn cũng giống như hồi nãy bác sĩ Thương tư vấn đó và người bệnh sẽ được điều dưỡng đưa cho cái tờ giấy cam kết mình ghi và mình ký cam kết. À, dạ em kính xin chào quý anh chị em đồng nghiệp. Như quy trình của tụi em vẫn làm tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì sau khi người bệnh được tiếp nhận và được bác sĩ khám, tư vấn và chỉ định tiêm thì sau tiếp theo là người bệnh sẽ gặp điều dưỡng. Hôm nay em sẽ hướng dẫn lại cái quy trình mà người bệnh đến thì tụi em sẽ làm những khâu gì.
dạ dạ chào chào chú. Là hôm nay bác sĩ đã khám và tư vấn và chỉ định cho chú rồi. Dạ, thì cái bệnh chú là bác sĩ chẩn đoán là co thắt nửa mặt. Dạ, bây giờ chắc là chú đã được bác sĩ tư vấn rồi, chú đồng ý tiêm, nhưng mà lên đây tôi sẽ nói lại cho chú kỹ hơn chú ha, để cho chú ký cái tờ cam kết đồng ý thủ thuật nha chú. Dạ. Ở đây cái phương pháp tiêm, cái phương pháp thủ thuật á, là sẽ tiêm cái botulinum neurotoxin, và cái tên thuốc mà biệt dược trên thị trường là cái thuốc này gọi là cái thuốc đít bọt ha. Dạ. Đây là một cái thủ thuật mà làm theo chương trình thôi, chứ không có khẩn, không có cấp cứu. Và lý do mà để làm cái thủ thuật này là tại cái mắt chú nó đang khó chịu, nó đang co giật nhiều. Dạ, bây giờ khi mà tiêm cái thuốc này vô thì nó làm giảm cái co thắt. Dạ. Sau khi mà chú điều trị cái bệnh này xong á, thì về tiêm về thì khoảng 5 đến 10 ngày sau nó mới bắt đầu có tác dụng, bắt đầu giảm nha chú. Dạ. Và hiệu quả trung bình là khoảng 70 đến 80%. Có khi nó lên tốt hơn là 100%. Dạ. Và cái thuốc này thì nó sẽ có hiệu quả trung bình từ 3 đến 4 tháng. Và cái nguy cơ mà cái biến chứng mà có thể xảy ra những khi chích về thì chú có thể bị con mắt chú nó bị nặng, nó bị sụp xuống. Nếu mà có xảy ra những cái vấn đề này thì chú cứ gọi điện cho nhân viên của đơn vị của khoa để tụi con bác sĩ sẽ tư vấn kỹ cho chú nha chú nha. Dạ. Hồi giờ cái sập mi là chưa gặp. Dạ. Dạ rồi. Thì tụi con cứ tư vấn chứ về, nếu sau khi tiêm về mà có bị thì mình không có bị hoang mang. Dạ. Dạ, bây giờ sau khi mà chú đã được bác sĩ và hướng dẫn rồi thì chú có đồng ý làm cái thủ thuật này không ạ? Đồng ý. Dạ, dạ rồi. Đồng ý thì giờ chú ký vào cái bản cam kết chú ha. Dạ rồi. Dạ. Có một anh chị hỏi là trường hợp này có thể tăng liều đã đạt hiệu quả cao hơn hay không? Thì hồi nãy chú đã khai với mình là hiệu quả trên 80% và hiệu quả nó đạt là 5 đến 6 tháng. Thì thông thường với một cái hiệu quả 5 đến 6 tháng là nó vượt hơn cái mong đợi của cái hiệu quả thông thường rồi. Cho nên nếu mà trong trường hợp mà mình muốn tăng liều cái trường hợp này thì về nguyên tắc, về lý thuyết thì mình vẫn có thể tăng liều được. Tuy nhiên thì nó sẽ mang một cái nguy cơ bệnh nhân sẽ bị cái tác phụ thêm, một cái tác dụng phụ nhiều hơn. Mà trong khi đó cái đợt vừa rồi thì không có. Do đó nếu mà trong trường hợp mà người bệnh, bản thân người bệnh mong muốn được tiêm liều cao hơn để cho cái hiệu quả nó dài hơn nữa, nhưng mà phải chấp nhận cái rủi ro của tác dụng phụ, thì lúc đó mình mới có thể mình tiêm liều tăng lên. Một cái cách để cho mình có thể mình xem xét là mình có thể tăng cái liều cao hơn hay không, là sau khi mình tăng cái liều cao hơn rồi đó, thì tốt nhất là nên khoảng 2 tuần mình sẽ cho bệnh nhân khám lại để mình xem thử là nó có bị tác dụng phụ nhiều hơn hay là không. Nhiều khi cái tác dụng phụ đó bệnh nhân có thể thấy hoặc có thể không thấy, và khi đó thì có thể là tác dụng phụ nó gây ra bất đối xứng của mặt rồi vân vân, nó gây ra xấu về mặt thẩm mỹ rồi vân vân. Cho nên những cái đó thì mình sẽ phải đánh giá kỹ để mình xem xét cái việc là mình có tăng thêm nữa hay không. Còn về cơ bản ở trường hợp này thì bệnh nhân đã đạt cái hiệu quả theo cái mong đợi, thì về cơ bản thì mình vẫn chích theo đúng cái liều đó. Trừ trường hợp mà ví dụ như bệnh nhân này mà hiệu quả nó không đạt tới 3 tháng, nó chỉ có 10 tuần thôi, thì lúc đó thì đương nhiên là mình sẽ phải tăng liều. Mình sẽ xem các cái dụng cụ mình cần chuẩn bị. Chú Bảo quay các cái dụng cụ mình cần chuẩn bị. Quay gần lên tới các cái loại kim. Mình phải rút thuốc mình pha nha. Mình chuẩn bị các cái dụng cụ để mình hướng dẫn. Dạ, như các anh chị và các bạn thấy trên hình đây là một cái xe tiêm thuốc thường thấy ở bệnh viện Đại học Y Dược. Thì các dụng cụ đây là có như ở đây là cái lọ Dysport là 500
đó, dashboard đây là dashboard 500 đơn vị. Cái thứ hai là dung dung môi á, hòa tan ở đây là sử dụng đây là nước muối 0,9% và dung dịch muối đẳng trương. Ngoài ra thì còn chuẩn bị các dụng cụ khác như là các kim tiêm, kim pha thuốc thì ở đây thường sử dụng là kim kim 3 ml, rồi sau đó là cái bơm bơm tiêm là 1 ml để rút 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 thuốc và để tiêm. Rồi sau đó có những cái kim khác như là cái kim pha thuốc này là kim 18. Dạ, kim 18. Dụng cụ thì có là có sát trùng, ở đây thì có gòn vô khuẩn. Với thứ hai là có tăm bông để sát trùng cho người bệnh. Ngoài ra thì vẫn ở trong cái xe này thì đã có trang bị cái bộ dụng cụ là hộp chống sốc. Giống như hôm qua là có giới thiệu với các anh chị và các bạn là trong trường hợp là nếu mà đề phòng cái trường hợp nếu có sốc phản vệ xảy ra thì là lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị trước cái buổi tiêm đó. Dạ rồi. Dạ sau khi là các cô điều dưỡng là đã đo sinh hiệu và cho người bệnh là ký cam kết là trước thủ thuật tiêm botulinum toxin thì bây giờ là sẽ tiến hành là xác định vị trí cơ để tiêm, xác định liều tiêm thì mình đã xác định rồi, xác định lại vị trí tiêm và tiến hành là chuẩn bị pha thuốc để bắt đầu là tiêm thuốc cho người bệnh ạ. Chú chú quay vô chỗ xe tiêm thì pha thuốc. Thì hiện tại khâu pha thuốc ở tại Đại học Y Dược thì bác sĩ thường là cái người mà tiến hành pha thuốc để tiêm cho người bệnh. Còn nếu như mà mình mà huấn luyện cho các cái cô điều dưỡng có thể thành thạo thì cái việc này cũng có thể giao cho điều dưỡng được. Thì đây là cái lọ Dysport 500. Thì tay gỡ cái nắp là lọ ra. Rồi sau đó sẽ để bắt đầu là lấy nước muối 9/1000 để pha loãng thuốc. Thì mình sẽ lấy rút ra 2.5 ml nước muối. Rồi bước tiếp theo thì sẽ bơm nước muối vào trong lọ thuốc. Thì khâu này thì cần hết sức là quan trọng, nếu như mà nhiều khi mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm thì hay có thể làm cho phun thuốc ra ngoài. Thì sau đó chúng ta chỉ có lăn nhẹ cái chai thuốc ở trong tay thôi chứ tuyệt đối là không có lắc thuốc. Rồi sau đó thì mình sẽ hút cái thuốc mà đã được pha loãng ra bơm tiêm.
Đây là cái dung dịch thuốc đã được pha loãng, rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái kim nhỏ, kim tiêm nhỏ để mình rút cái thuốc ra theo cái liều lượng mà được chỉ định tiêm cho người bệnh. Rồi, vậy là cái thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Và bước tiếp theo sẽ là sát trùng tiêm cho người bệnh. Thì thường do là cho bằng cồn cho nên thành ra phải nói bệnh nhân nhắm mắt để sẽ đỡ cái cay mắt cho người bệnh. Rồi sau khi đã sát trùng xong á thì mình sẽ và xem lại cái bảng tiêm để mình chuẩn bị mình tiêm. Để cái bạn chúng ta thấy là có cái phần mềm họ sẽ nó sẽ nhớ được các cái vị trí tim của lần trước và người bệnh không có than phiền gì của tác dụng phụ của tim lần trước, thế là mình cứ tim đúng cái vị trí của lần trước để không phải tim cái sai lệch thì tác dụng phụ của nó sẽ có thể xảy ra. Do đó là ở đây có với nhờ cái phần mềm này mà chúng ta thấy có một đặc điểm là nếu về cơ bản thì nếu mà lần này bác sĩ này tiêm, lần sau bác sĩ khác tiêm theo đúng những cái vị trí như thế này thì cơ bản là người bệnh sẽ có hiệu quả giống như vậy. Nó sẽ khác với trong trường hợp mà một cái người khác tiêm mà cái vị trí tiêm mình không nhớ cũng như cái liều mình tiêm không nhớ. Cho nên cái phần mềm này nó sẽ giúp mình được cái vấn đề này. Mình không phải nhớ cái lần trước. Còn trong cái trường hợp mà mình không có phần mềm này thì mình phải vẽ cái sơ đồ của lần tiêm để lần sau mình phải lấy ra mình coi lại. Nhưng mà nó chỉ có một cái lỗi là tại vì cái lần sau nhiều khi người bệnh, ví dụ trong trường hợp của chú Ngữ này thì chú gần tới một năm mới tiêm, cho nên mình lục lại cái hồ sơ nó cũng 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 nó trở nên nó cũng khó khăn. Rồi như vậy thì giờ chúng ta tiếp tục tiêm lại giống như cái lần trước thôi. Chúng tôi đang viết một cái phần mềm mới, có khá nhiều anh chị muốn được có một cái phần mềm để quản lý như thế này nhưng mà chưa được. Chúng tôi đang viết một cái phần mềm mới và tôi nghĩ rằng cái phần mềm mới nó ra đời thì đương nhiên nó sẽ
khả năng nó sẽ tốt hơn phần mềm này và các anh chị có thể sử dụng được, chứ không nhất thiết ở chỉ tại cái trung tâm của chúng tôi. Khi bác sĩ tiến hành tiêm thì sẽ có điều dưỡng ở phụ để cho là mình sẽ chấm những cái máu mà xuất hiện lúc mà mình đang tiêm. Và cái giường thì phải cái giường có cái không có cái đầu chắn ở phía trên để có thể là mình di chuyển dễ dàng trên đầu giường cho dễ trong quá trình mình tiêm thuốc. Các cái vị trí tiêm thì nó cũng gần giống như ở trên cái hình mô phỏng mà hồi nãy điền cái liều đó, các anh chị thấy các vị trí tiêm nó cũng gần gần giống như những cái vị trí đó. Cái quan trọng là mình sẽ phải tập cái kỹ năng mình tiêm thì mình quen thôi. Các anh chị lưu ý là lúc mà mình tiêm á, thì có một điều dưỡng cũng hỗ trợ cho cái việc mà kiểm tra chảy máu và chúng ta ép để nó hạn chế được cái bầm máu sau khi tiêm. Có một số trường hợp chúng ta thấy sau khi mà tiêm xong mình không có để ý người bệnh về tới nhà là nó có một cái vết bầm to, nó vẫn cứ chảy rỉ rả, nó bầm to nhưng mà mình không có xác định được. Do đó đặc biệt lưu ý quan tâm tới những trường hợp mà có dùng kháng các tập tiểu cầu cũng như là dùng kháng đông. Một số trường hợp người bệnh mà nhạy đau tim, người bệnh rất là nhạy đau thì trong cái trường hợp đó thì chúng ta cũng có thể bôi lidocaine để mà gây tê tại chỗ. Thì ở tại Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi thường chỉ sử dụng cho một số trường hợp bệnh nhân mà đã từng đau và bệnh nhân sợ đau nhiều.
Sau khi tiêm xong thì người bệnh mình kiểm tra cái vết bầm máu, điểm chảy máu vân vân và kỹ, và sau đó thì người bệnh có thể nằm hoặc cũng có thể ngồi để nghỉ ngơi khoảng, mình sẽ đo sinh hiệu lại, nghỉ ngơi khoảng 15 phút xem có phản ứng gì không, đặc biệt là những trường hợp mà tiêm lần đầu, sau đó chúng ta mới cho người bệnh về. Chúng ta thấy rằng là đây là những cái vị trí ha, những cái vị trí tiêm 15 đơn vị, 15 đơn vị ha, chúng ta những vị trí cơ gò má lớn, corosus, cơ bám da cổ vân vân, tổng cái liều thì chúng ta tiêm nó sẽ hiện trên cái màn hình ngay những vị trí đó. Rồi sau khi bệnh nhân tiêm xong thì có thể cho bệnh nhân ngồi dậy và nghỉ ngơi 15 phút. Chú có thấy khó chịu gì sau tiêm không ạ? Dạ không, bình thường. Rồi thì nếu như mà hiệu quả lần này cũng tốt như vậy thì mình sẽ tái khám sau khoảng chừng 4 tháng ha, để lúc đó coi tiêm lại. Thường thì thật ra thì những bệnh nhân mà đã tiêm nhiều lần giống như chú này rồi đó, thì khi nào chú thấy nó bắt đầu nó muốn giật lại thì liên hệ, có số điện thoại liên hệ đăng ký tiêm lại. Còn những bệnh nhân mà tiêm lần đầu thì mình nên hẹn người bệnh 2 tuần đến 4 tuần tới khám lại để mình xem, ghi nhận cái tác dụng phụ, ghi nhận cái hiệu quả đạt bao nhiêu phần trăm, ghi nhận cái tác dụng phụ gì không, mình note trong hồ sơ bệnh án để lần sau mình còn nhớ mình ghi, mình điều chỉnh cái liều. Còn trường hợp mà người bệnh mà không có quay lại tái khám thì khi mà tới mình thì người bệnh mô tả như thế nào thì mình chích như vậy thôi. Ví dụ người bệnh nói hiệu quả nó ngắn quá hay là bị tác dụng phụ gì đó thì mình sẽ giảm liều lại. Còn trường hợp mà người bệnh quay lại tái khám trong khoảng 2 tuần đến 1 tháng thì lúc đó mình sẽ thấy được cái hiệu quả và tác dụng phụ bằng cái cách thăm khám của mình, thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái việc mình chỉnh cái liều của lần sau. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi, về nha. Ra ngoài chơi, ngồi đợi một tí rồi thấy khỏe rồi về ha. Rồi chúng ta sẽ thấy được trong cái sau khi mà người bệnh được tiêm xong, người bệnh được đo sinh hiệu, theo dõi sau tiêm 15 phút mà không có phản ứng gì thì người bệnh sẽ về. Còn và tư vấn cho người bệnh về hiệu quả cũng như tác dụng phụ, cũng như là cái số điện thoại cần liên lạc, cũng như là cái ngày hẹn tái khám. Và về mặt hồ sơ thì chúng ta thấy rằng là trong cái bệnh án này thì nó sẽ có cái phần chúng ta sẽ phải điền hồ sơ. Hồi nãy xin hiệu bao nhiêu? Chúng ta sẽ điền sinh hiệu mạch huyết áp, chúng ta sẽ điền người bệnh lại lần tiêm này là lần thứ 13, tiêm botulinum toxin, kết quả của lần trước như thế nào thương? Lần trước thì sau một tuần bắt đầu có hiệu quả. Sau một tuần có hiệu quả. Hiệu quả 80% và kéo dài 6 tháng. Sau bao lâu là tốt nhất? Sau 2 tuần là tốt nhất. 2 tuần là hiệu quả tốt nhất. Hiệu quả được 6 tháng, 80%. Có tác dụng phụ gì không? Lần trước là có bầm mi nhẹ kéo dài một tuần. Bầm mắt. Chúng ta sẽ thấy có một số các tác dụng phụ chúng ta sẽ biết.
Tuy cũng hy vọng là năm 2022 chúng ta các anh chị chúng ta sẽ có một cái phần mềm quản lý bệnh nhân rối loạn vận động cũng như tiêm botulinum toxin mà có thể sử dụng được. Rồi chúng ta sẽ điền cái liều. Cái loại cái cổ đúng không? Dạ. Cái tờ sang cái tờ cổ không Dạ. cái cổ Anh chị thấy là người người tiêm trực tiếp sẽ nhớ được tất cả các cái liều ở đây. Còn tôi là người người phụ chỉ ghi lại những cái gì của bác sĩ thương tiêm thôi, nên tôi phải xem lại hồ sơ cũ. Tiêm giống như là cái liều cũ đúng không thưa? Rồi chúng ta tiếp tục qua bệnh nhân thứ hai ha. Dạ, đây là cái trường hợp bệnh nhân thứ hai. Xin chào cô Lượng. Dạ. Dạ, cho hỏi là cô Lượng có những cái cử động bất thường vùng cổ này là bao nhiêu năm rồi ạ? Đây là 5 năm năm. Rồi cô điều trị và tiêm thuốc tại bệnh viện Đại học Y Dược là bao lâu rồi? Lần này nó là 4 lần, tiêm 4 lần, nhưng mà uống thuốc thì uống hoài hoài luôn, từ hồi bệnh bệnh tới giờ là không có lên nữa, không có đi được, không có uống. Là từ hồi dịch Covid đúng không? Thì trên quan sát lâm sàng thì chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có một cái tư thế cổ bất thường và cử động cổ bất thường lặp đi lặp lại, thì phù hợp với cái chẩn đoán là loạn trương lực cổ. Thì cái bước thứ hai sau khi mà mình chẩn đoán loạn trương lực cổ thì mình phải xác định là cái độ nặng của loạn trương lực cổ là mức độ nào. Thì tại Đại học Y Dược thì hiện tại người ta sẽ đánh giá cái thang điểm là TWS-TIS cho người bệnh. Trước khi mình tiêm và những cái lần tái khám sau tiêm thì mình sẽ đánh giá lại. Thì trong cái thang điểm độ nặng thì nó sẽ có cái thang điểm TWS, TIS thì sẽ có cái thang điểm về độ nặng, về thang điểm tàn phế và thang điểm về đau. Thì về độ nặng thì sẽ đánh giá bệnh nhân là về cái các triệu chứng là bệnh nhân này có xoay không, có nghiêng sang phải hay nghiêng sang trái, có gập, có ngửa hoặc là ngửa hay là lật sang bên hay là trao chiều dọc, và cái thời gian của triệu chứng bất thường là gì, có cái hiệu quả của cái mẻ cảm giác hay không, có nâng vai không và có cái giới hạn vận động hay không, và cái thời gian mà có thể giữ ở cái vị trí mà không bị loạn trương lực là bao nhiêu. Chúng ta thấy đây là cái thang điểm TWS-TRS. Thì các anh chị cũng biết là nó sẽ có cái nhiều thang điểm để mà đánh giá cái loạn trương lực cổ. Tuy nhiên thì cái thang điểm này là cái thang điểm phổ biến nhất, và thang điểm này đã được Hội bệnh Parkinson MDS khuyến 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 cáo nên dùng, và có cả video hướng dẫn ha. Các anh chị có thể tham khảo ở trên trang web của MDS, mình sẽ tham khảo. Còn học thì mình cũng có thể huấn luyện ở tại đây. Mình sẽ được đánh giá về ba cái mức độ A, mức độ nặng
mức độ tàn phế cũng như là mức độ đau. À, thì cô lượm này thì hiện tại là cô có một cái loạn trương lực, thứ nhất là mình coi có xoay hay không, thì bệnh nhân này có xoay sang bên phải. À, cô thì ngồi thẳng thửa lưng vào ghế không cô? Xoay không phải, có ngửa ra sau. Có nghiêng sang bên phải luôn. Và có xoay phải mấy điểm? Xoay phải 2 điểm. Xoay phải 2 điểm. Nghiêng. Nghiêng tối đa là 2 điểm. Nghiêng tối đa 2 điểm. Có lệch không? Có lệch thì không, lệch sang bên thì không rõ. Cô đứng dậy cô, cô có thể đứng dậy không cô? Có lật ra trước. Lật ra trước nha. Chúng ta thấy có bệnh, người bệnh có cái lật ra trước một điểm. Lật sang bên có không? Lật sang bên thì hiện tại không thấy. Không thấy lật sang bên. Gặp hay ngửa? Ngửa ra sau. Ngửa mấy điểm? Ngửa này là 2 điểm. Ngửa 2 điểm. Rồi. Yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian thì là liên tục. Liên tục ha, liên tục 5 điểm. Hiệu quả của sensory tip. Cô có thể lấy tay chạm vào bớt không cô? Người bệnh chạm vào thì thấy có đỡ được một phần ha, không đỡ hoàn toàn. Tức là cái này là 1 điểm. Có nâng vai không? Có nâng vai bên phải. Rồi, bỏ tay xuống. Nâng vai phải ha. 1 điểm. Cô xoay bên phải, cô bỏ tay xuống. Xoay đầu thôi, xoay người, xoay đầu qua phải. Xoay qua trái. Qua đường giữa không? Qua đường giữa nhưng mà giới hạn vận động. Giới hạn vận động. Ngửa ra sau. Gập. Cô gập xuống dưới. Mình sẽ cho xoay 6 hướng để xem cái hướng nào là hướng nặng nhất. Và cái hướng đó có qua khỏi đường giữa nghiêng, hay là không? Nghiêng phải. Nghiêng phải, nghiêng trái. Nào, qua được đường giữa các hướng nhưng mà giới hạn vận động. Rồi, mấy điểm? Dạ, 1 điểm. 1 điểm. À, yếu tố thời gian. Cô có ráng cô giữ được cái vị trí? Mình cho cố định. Cho người bệnh cố định. Nào, cho người bệnh cố gắng giữ cái tư thế trung tính. Nhưng bệnh nhân này thì không có giữ được chút. Rồi, ngồi thẳng nha. Rồi, giữ nha. Rồi, ráng giữ nha. Ráng giữ như thế này nha. Người bệnh gần như là không có giữ được ha. Sau khi mà buông ra thì người bệnh có cái tư thế đầu bất thường ngay. Coi như là 4 điểm. Như vậy thì bệnh nhân này ở mức độ nặng, được xem như là phân loại độ nặng là ở mức độ nặng. Tức là tổng điểm là 23 điểm. 23 điểm của phần độ nặng. Ở mức từ 10 cho tới 20 điểm thì là mức độ trung bình, dưới 10 điểm là mức độ nhẹ. Thường thì mức độ nhẹ, ít có khi chích, cũng có một số trường hợp chích nhưng mà thường cũng không chích. Tùy một số trường hợp. Còn mức độ trung bình và mức độ nặng là sẽ được điều trị, khuyến cáo điều trị tiêm botulinum toxin. Chúng ta đánh giá cái mức độ tàn phế. Cái bất thường về cổ này có gây ảnh hưởng cho cái công việc hay là làm việc nhà của cô không? Cô có thể làm việc nhà được không? Được. Nhưng mà có gặp vài khó khăn hay là hầu hết các công việc đều khó khăn? Thì nó cơm nước nhà thì làm được. Nhưng mà làm tốt không hay là chỉ làm chưa được hoàn hảo lắm? Làm được. Nhưng mà chỉ có mình đi chợ đồ này kia thì không được thôi. Chứ ở nhà lộng việc nhà được. Chỉ đi đứng thì hơi khó khăn hơn. Vậy là cái mức độ công việc là hầu hết công việc khó khăn nhưng vẫn thực hiện được là mức độ 2. 2 điểm. Dạ, cô ăn mặc vệ sinh cá nhân có khó khăn gì không cô? Thì như tắm rửa rồi mặc quần áo. Không, đó là bình thường, đó làm được.
có khó khăn ít gì không hay là hoàn toàn bình thường luôn? Bình thường. À, nếu người nhận bệnh viện bệnh nhân đánh giá bình thường thì là 0 điểm. Những cái sinh hoạt hàng ngày của mình là mình làm được bình thường phải không? Dạ. Có khó khăn gì không? Dạ không. Không có khó khăn gì, rồi 0 điểm. Rồi cô lái xe được không cô? Không. Ngày xưa mà trước khi bị bệnh cổ thì cô có lái xe được không? Được, như là đi xe đạp rồi được thôi chứ xe kia đạp. Nhưng mà hiện tại bây giờ cô lái xe đạp, chả đi xe đạp được không? Không. Hiện tại là không được, là người khác ngồi chở cô có ngồi sau được không? Được. Vậy là bệnh nhân không lái được nhưng mà ngồi sau được thì cái này là 4 điểm. À, cô ngồi đọc sách được không cô? Ngồi đọc sách, đọc báo được không cô? Có khó khăn gì không? Thì như mình ngồi thì vậy, như tay vịnh vậy thì làm được, nhưng mà mắt thì thấy không thấy chữ rõ không. Vậy là đọc thì có, ngồi được nhưng cần có kích thích là 2 điểm. Cô xem tivi được không cô? Được. Cô cần phải ngồi lấy tay tựa vào cầm không? Thì ngồi vậy này thì bình thường, thì buông tay ra thì ngồi cũng được, nhưng mà ngồi vậy ít thôi, ngồi với lát thôi chứ không có ngồi lâu được. Đây là khoảng 2 điểm. Dạ, cô mà đi chơi rồi đi chơi, đi mua sắm quần áo rồi đi xem phim hay đi ăn tối bên ngoài á, thì có khó khăn gì không cô, những cái hoạt động bên ngoài á, đi không. Chợ búa? Không, nói chung với đó là không có đi luôn. Đó là nhà con đi không à, chứ mình không có đi. Vậy là hầu hết đều khó khăn, cần trợ giúp là 4 điểm. 4 điểm. Rồi. Rồi hiện tại đau á, cái cổ bất thường vậy có gây đau cho cô không? Ví dụ như là không đau là 0 điểm này, còn đau dữ dội là 10 điểm. Thì cô thấy là trong ngày thì thường là cô đau mà đau ít nhất là mấy điểm? Như là bây giờ nó chỉ tê, nên tê nó cứng, cổ nó tê thôi chứ nó không có biết rồi hả. Có đau không cô? Không đau. Đau thì chỉ chút ít thôi nhưng mà nó tê. Vậy là đau tê. Đau nghĩa là có đau mà đau ít thôi. Ví dụ là từ 0 tới 10 thì mà có lúc nào không đau không? Trong ngày có lúc nào không đau không? Có chứ, nhưng mà nó tê thì nhiều nha. Còn lúc mà đau nhiều nhất là đau mấy điểm? Thì đau hơn 5 điểm thôi. Là 5 điểm, vậy là có lúc không đau là 0 điểm, có lúc là đau nhiều nhất là 5 điểm. Còn đau vừa vừa là mấy điểm? Mình thấy đau thì vậy thôi, nhưng mà nó cái cảm thấy nó tê thì mình thấy tê nhiều hơn. À, nó tê lúc nào nó tê? Thì thấy là cái lúc nào nó cũng tê hết. Lúc nào cũng tê hay là có lúc tê lúc không? Thì có thì lúc tê lúc không mà không, cũng không có để ý nhiều nữa. Ví dụ như từ sáng mà... ví dụ như từ sáng tới cho tới tối thì có lúc nào nó không tê không? Dạ có. Có nhưng... có lúc nào nó không đau không? Có. Có luôn. Dạ. Như vậy thì thật ra thì cái tê nó cũng là một cái neuropathic pain thôi. Mình vẫn xem như mình người bệnh thì than phiền cái tê, nhưng mà mình vẫn xếp trong cái bảng phân loại này thì mình vẫn xếp vô đó là nó là cái đau ha. Cho nên cái mức độ bệnh nhân này có lúc là không đau, tức là mình sẽ nói là không điểm. Nhưng mà mình hỏi lại coi là cái lúc tê khó chịu nhất cũng như là cái lúc đau nhất thì là bao nhiêu điểm theo cái thang điểm từ 1 đến 10? Là 5 điểm ạ. 5 điểm. Dạ. Còn vừa vừa thì bao nhiêu điểm cô? Ôi, chắc có 3 điểm. À, một ngày thì cô đau khoảng cái ước lượng thời gian cô đau trong ngày là khoảng bao nhiêu tiếng? Nhưng mà hình như là 4-5 tiếng thì không chừng, tại sáng thì cũng như làm công chuyện nhà, rồi cơm nước đồ đó thì làm xong rồi buông ra thì nó đau, nó tê vậy đó. Buổi sáng thì mấy giờ mình thức dậy? Sáng thì 6 giờ. Buổi tối mấy giờ mình đi ngủ? Tối thì 8 giờ. Vậy thì mình sẽ có 14 tiếng đồng hồ mình thức đúng không? Dạ. Đúng không? Giờ bác sĩ hỏi là trong cái 14 tiếng đồng hồ mình thức đó thì chị nhớ lại, chị suy luận, chị nghĩ ra thử là khoảng hết bao nhiêu tiếng là chị có đau, có tê? Khoảng chừng 7-8 tiếng. 7-8 tiếng. Dạ. Là tính ra bao nhiêu phần trăm thời gian? Chắc 50%. 50% là mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm ha. 30 phần, tức là thời gian đau là bệnh nhân 3 điểm. Cái mức độ đau của chị đó, cái lúc mà nó đau nó tê nhiều quá, chị có làm việc được không? Dạ không. Tức là không làm việc được vì cái tê cái đau đó hay sao? Thì có lúc mà nó đau nhiều, nó
tê nhiều thì mình ngồi mình nghỉ. Ngồi nghỉ. Như vậy thì trong ngày đó, trong nguyên cả một ngày, cái mức độ mà đau của chị đó thì người ta phân ra mức độ là nhẹ, vừa, nặng và rất nặng, và rất rất nặng, thì theo chị thì chị chọn mức độ nào? Nặng đau phân thì 8 điểm. À, tức là nếu mà đánh theo thang điểm 10 thì là chị nhiều. Chọn là thành 8 điểm đó hả? Mức độ tàn phế ảnh hưởng của cái đau nó gây ra cho chị là 8 điểm hả? Nếu mà 8 điểm thì ở trong cái thang điểm này, ở đâu trong phân thang điểm này mình phân theo thang điểm 5 đúng không thưa? Dạ. Phân theo thang điểm 5 thì cổ sẽ là được thang điểm 4. Cái điểm 4 là điểm ở trong đó người ta mô tả khó khăn và giới hạn công việc. Tàn phế đau là gây khó khăn và giới hạn công việc. Cái đau nó có gây ảnh hưởng tới công việc không? Dạ không. Nhưng mà đau thì mình vẫn làm được, mình kiểu mình gán làm á. Nhưng mà nó có ảnh hưởng không? Có khi nào mà cái đau nó có ảnh hưởng công việc của mình không? Khi có thì nếu như mà đau nhiều quá thì có khi đau nhiều quá nó có ảnh hưởng tới công việc rồi. 4 điểm. Như vậy thì trong trường hợp một cái thang điểm này nó sẽ giúp cho mình đánh giá, một là cái độ nặng, cái thứ hai là đánh giá cái độ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày công việc của mình, cũng như là ảnh hưởng tới mức độ đau. Các anh chị thấy là có một số trường hợp bệnh nhân á, khi mà chích về đó họ không cải thiện cái thang điểm độ nặng, nhưng mà họ cải thiện được cái hoạt động công việc hàng ngày, cũng như là cải thiện được cái độ đau, và cái việc tiêm botulinum nó vẫn được ghi nhận là có hiệu quả liên quan tới cái việc mà giảm được cái mức độ đau, cũng như là cải thiện được cái chất lượng làm việc. Chứ không nhất thiết là phải cải thiện cái độ nặng. Tuy nhiên có những trường hợp đó, chúng ta thấy có cải thiện độ nặng nhưng mà thật sự bệnh nhân lại đau nhiều hơn. Sau khi tiêm về bệnh nhân lại đau nhiều hơn. Thì cho nên cái việc mà đánh giá một cái hiệu quả của một cái điều trị ngoài cái độ nặng của triệu chứng thì nó còn liên quan tới điểm đau cũng như là các cái ảnh hưởng khác. Dĩ nhiên trong này là chúng ta chỉ thấy là cái thang điểm này nó chỉ có một cái vấn đề của thang điểm để cho chúng ta theo dõi cho nó dễ thôi. Chứ còn nhiều cái vấn đề khác của một cái người bệnh thì nó còn nhiều yếu tố chứ không nhất thiết nằm trong khuôn khổ của cái thang điểm này. Như vậy thì đó là một cái quy trình cho chúng ta đánh giá xem lại bệnh nhân đúng cái loạn cương lực cổ hay không, cái độ nặng của người bệnh loạn cương lực cổ là như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo là xem cái đánh giá cái hiệu quả của cái lần trước. Lần trước chị Điểm tiêm về mấy ngày thì bắt đầu thấy cải thiện triệu chứng. Hơn 5 ngày là chị thấy đỡ. Rồi sau bao lâu là thấy bớt nhiều nhất? Một tháng sau là chị thấy bớt nhiều mà chị đi đứng rồi cũng bình thường. Này, lúc mà bớt nhiều đó thì chị đánh giá là bớt được bao nhiêu phần trăm? Đó là bớt được 70% luôn. Rồi cái lần tiêm vừa rồi mình tiêm về thì mình hiệu quả kéo dài được mấy tháng? Kéo dài rồi là 5 tháng. Rồi chị có tác dụng phụ gì sau tiêm không? Nuốt khó. Nuốt khó đó bắt đầu mấy ngày sau khi mình tiêm là mình bị nuốt khó? Khoảng chừng nửa tháng sau là mình mới nuốt khó. Rồi nuốt khó đó là mức độ nào, chị có vẫn ăn uống được không? Thì ăn thì cũng bình thường nhưng mà ăn từ từ thôi, không mấy thì ăn cháo. Anh phải ăn cháo hay là vẫn ăn cơm được? Ăn cơm được nhưng mà ăn hơi lâu. Là chút. Vẫn nuốt khó là sau 2 tuần sau tiêm là ăn cơm hơi chậm. Nuốt nước có sặc không chị? Không. Nuốt nước được bình thường. Rồi nuốt đó kéo dài bao lâu thì hết nuốt khó? Khoảng chừng 1 tháng sau là hết nuốt khó. Như vậy là hiệu quả sau 5 ngày là có hiệu quả. Dạ. Sau 1 tháng là giảm 70% và hiệu quả kéo dài 5 tháng. Sau 1 tháng là hiệu quả 70% và hiệu quả là kéo dài 5 tháng. Chị muốn nói là cái hiệu quả vừa rồi mà chị nói đó là cái lần tiêm cuối cùng á hả? Phải không? Dạ, cái lần tiêm cuối cùng. Và cái tác dụng phụ là cũng tác dụng phụ của cái lần tiêm cuối cùng á ha. Dạ. Rồi, nuốt khó 1 tháng. Mức độ trung bình ha, mức độ trung bình bệnh nhân nuốt thường thì nếu mà bệnh nhân than phiền nuốt khó nhưng mà bệnh nhân vẫn ăn được chế độ ăn bình thường á thì mình mức độ là nhẹ. Còn nếu mà người bệnh mà thay đổi cái chế độ ăn đó thì xem như là mức độ là trung bình. Bệnh nhân phải cần một vài cái hỗ trợ là mức độ nặng. Còn bệnh nhân mà phải nhập viện
nhập viện có di chứng á, thì lúc đó mình xem là rất nặng. Rồi tiếp tục, chúng ta tiếp tục qua cái phần tư vấn về cái tim lần tiếp theo. Rồi chị thì ngoài cái bệnh cử động bất thường vùng cổ, chị còn có bệnh gì kèm theo không? Không. Trước giờ là không có tiền can chịu gì hết ha. Không. Rồi thì ngày hôm nay cũng sẽ tiêm lại thuốc botulinum toxin để điều trị cái cử động bất thường vùng cổ cho chị. Thì bác sĩ sẽ nhắc lại những cái hiệu quả và những biến chứng có thể xảy ra sau tiêm. Thì bắt đầu triệu chứng sẽ cải thiện sau khi tiêm khoảng 5 tới 10 ngày và cái tỷ lệ cải thiện trung bình là 50%, tuy nhiên một số trường hợp thì có thể lên đến 100%. Và thời gian hiệu quả của thuốc thì kéo dài trung bình là 3 đến 4 tháng, có thể lâu hơn, ví dụ như chị là lần rồi được 5 tháng. Và đối với những bệnh nhân mà tiêm lần đầu thì cũng phải tư vấn cho người bệnh là cái tỷ lệ không hiệu quả với kỹ thuật này là có thể 20%. Và các cái tác dụng phụ thường gặp đó là nút khó thì là 30-40%, đa số là nhẹ và hết sau 2 tuần. Mỏi yếu cổ là 20-30% và đa số cũng nhẹ và hết sau 2 tuần, có thể đau nơi tiêm, sốt hoặc khô miệng hoặc là có những triệu chứng như là hội chứng cúm, thì cái này thì 6-8%. Thì đối với những bệnh nhân mà tiêm lần đầu hoặc là những bệnh nhân mà thay đổi liều thì sau khi mình đánh khám tư vấn bệnh nhân đồng ý tiêm thì cũng phải xác định là cái liều thuốc mình dự kiến là bao nhiêu và giải thích cho người bệnh của chi phí lần điều trị này là bao nhiêu để người bệnh xem thử là mình có chi phí để điều trị hay không. Mình có bảo hiểm y tế không chị Lượng? Có. Mình có giấy chuyển tuyến đúng không? Có, nhưng mà tại vì bệnh này vậy, cái chị không có xin được nên không, chị nghe điện thoại cho cái chị lên đại thì cô Lượng thì bị bệnh lâu rồi, nhưng mà cái vấn đề là cô xin giấy chuyển tuyến ở địa phương lên gặp rất là nhiều khó khăn, thường cũng đã chị đã từng đi xin mà không được đúng không? Nên thành ra là cái chi phí điều trị với cô Lượng thì là khá khó. Lần này thì cổ được tiêm trong cái chương trình hỗ trợ cho chúng ta học hỏi, thì cho nên cổ cũng được miễn phí phải không ạ? Không có được miễn phí, được miễn phí lần này. Còn thường thì tiêm botulinum toxin cho cái loạn tiêm lực cổ này thì ở tại bệnh viện Đại học Y Dược cũng đã được bảo hiểm, người bệnh có giấy chuyển tuyến lên thì cũng được bảo hiểm để tiêm. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, sau khi đã được tư vấn thì chị Lượng đồng ý tiêm lại lần này không? Đồng ý ha, được bác sĩ đã tư vấn lại cái tác dụng phụ. Lần trước bị tác dụng phụ thì chị cũng biết rồi ha. Thì lần này tiêm thì bác sĩ sẽ điều chỉnh lại cái liều nha. Chị đọc và ký lại cái cam kết ha. Rồi kêu ông xã vô. Người bệnh sẽ ký thủ thuật, ký cam kết, cái tờ cam kết của lần phẫu thuật. Rồi sau đó thì điều dưỡng sẽ đo huyết áp, kiểm tra sinh hiệu. Điều thuốc không? Thì đối với bệnh nhân mà tiêm loạn trương lực cổ thì đây là cái máy điện cơ mini,
Và đây là cái kim kim điện cơ để mà mình tiêm thuốc và kết nối với máy điện cơ. Còn đây là cái máy siêu âm. Còn các cái quy trình pha thuốc thì tương tự như lúc nãy. Lên giường. Thường thì tiêm loạn trương lực cổ thì chúng ta sẽ tiêm ở tư thế ngồi. Người bệnh sẽ ngồi và chúng ta sẽ tiêm. Chúng ta đã qua các cái khâu, chúng ta sẽ chuẩn bị thuốc. Thế thì về vấn đề về chuẩn bị dụng cụ thì chúng ta sẽ tiêm cô lượng lần trước, cổ tiêm lần cuối là ngày 23 tháng 4 với liều là 500 đơn vị. Trong trường hợp của cô lượng đó, chúng ta thấy là cổ là cái loạn trương lực, ngửa cổ là ưu thế, ngửa cổ. Mà nếu mà chúng ta phân tích kỹ hơn thì cổ thuộc cái dạng là ngửa đầu và cái cổ nó lệch về phía trước, giống như là cổ ngỗng đó, gọi là tư thế cổ ngỗng. Thì trong những trường hợp đó thì chúng ta sẽ tiêm ưu thế tiêm các cái cơ ở phía sau, mà trong đó là ưu thế là cơ semispinalis cavitis, tức là cơ bán gai, cơ bán gai đầu. Và ngoài ra thì cổ có nâng vai phải thì cổ được tiêm cơ nâng vai cổ có xoay đầu qua phải, đúng không? Cổ đã lần trước cổ đã được tiêm cơ gối đầu bên phải và tiêm cơ ức đoàn chẩm bên trái. Tuy nhiên thì ở cái lần tiêm trước thì cổ than phiền cho cái tác dụng phụ của cái nút ngạn, đúng không? Tác dụng phụ nút ngạn thì cho nên lần này thì mình sẽ xem xét, có thể mình sẽ đánh giá lại xem thử cái cơ chị đứng dậy đi ha, xem lại cái cơ, cái động tác xoay nó có nhiều hay không, và cái cơ ức đồng chẩm nó có phải là cơ ưu thế nhiều không. Chúng ta thấy cơ ức đồng chẩm nó cũng không phải là cơ ưu thế lắm. Chủ yếu là ngửa đầu, xoay phải nhẹ. Cho nên lần này chúng ta sẽ tiêm chủ yếu là ở phía sau để giảm cái tác dụng phụ nút khó. Chúng ta lần trước chị tiêm về cái cổ của chị nó có bị mỏi không? Không ha, nó có bị gập lên phía trước không? Chỉ có nút ngạn thôi phải không? Cho nên cái liều ở phía sau chúng ta có thể điều chỉnh nhiều hơn. Hiệu quả của cổ 70%. Nhưng mà không có có nút ngạn cho nên mình sẽ không, lần này mình sẽ xem mình không tiêm cái cơ ức đoàn chẩm mà tiêm cơ bán gai và cơ gối đầu. Rồi với cái liều 500 đơn vị chúng ta sẽ xem xét là tiêm 40, mình sẽ tiêm cho cơ bán gai hai bên, mình chia đều cho cơ bán gai hai bên và cơ gối đầu bên phải. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị dụng cụ tiêm. Dụng cụ tiêm thì chúng ta sẽ rút cho cơ cơ một kim cơ gối đầu 150, một kim cơ bán gai bên phải 170 và một kim cơ bán gai bên trái 180. Tổng là 500. Chúng ta sẽ dùng kim kim chích insulin, nhưng mà kim mà có thể tháo cái đầu kim rời đó. Chúng ta thấy cái kim chích insulin. Nhờ anh quay sát vào cái cây kim. Nó khác với lại cái cây kim cũng kim chích insulin mà chúng ta tiêm cho vùng mạch. Kim này chúng ta có thể tháo bỏ cái đầu kim và mà chúng ta thay bằng cái đầu kim cái kim có điện cơ. Còn trong cái trường hợp kim mà tiêm cho vùng mạch thì cái kim nó liền liền với đầu, chỉ có xoay được thôi. Chúng ta thấy là đây là cái kim điện cơ. Nó có rất nhiều loại kim điện cơ.
Nhưng mà bản thân sau một thời gian sử dụng nhiều năm thì chúng tôi rất thích cái loại cây kim này. À, các anh chị, em có thể giới thiệu xem nó là kim của hãng nào và cái kích thước của nó là bao nhiêu? Kim này là của sản xuất của Malai. À, kim có tên là Ambu. À, kim có tên là Ambu ha. À, kim này có kích thước là 50 0,5, tức là 25G và chiều dài của nó là 50mm, tức là khoảng 2 inch. Chúng ta thấy cây kim này nó có một cái đặc điểm á, tôi thích cái cây kim này là vì mình khi mà mình đâm kim vào á, nó rất là mượt, nó không có bị cứng, nó không có bị gây đau nhiều. Tuy nhiên chính vì cái chuyện mà nó mượt á, chúng ta sẽ phải thận trọng để xem thử là cái kim của mình nó vô được cái chiều sâu nó là bao nhiêu. Nhiều khi nó vô sâu quá mà mình không cảm nhận được. À, các sẽ được các bạn hỗ trợ. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta tiêm mà không cần điện cơ, không cần siêu âm thì về cơ bản cho những cái lần tiêm lần đầu vẫn được và vẫn chấp nhận. Và nếu mà sau cái lần đầu mà chúng ta tiêm thấy hiệu quả tốt, lần sau chúng ta cứ tiếp tục chúng ta tiêm như thế thì vẫn được chấp nhận, chứ không nhất thiết tôi phải có chứng chỉ điện cơ hay là chứng chỉ siêu âm mới tiêm. Còn trong những trường hợp mà phức tạp, tiêm lần đầu không có hiệu quả kém, hoặc là cái phân tích cơ nó không có được tốt, thì trong những trường hợp đó thì chúng ta mới cần tới điện cơ và siêu âm. Thì chúng ta thấy là có sự hỗ trợ của điện cơ cũng như là siêu âm, thì các bạn điều dưỡng sẽ hỗ trợ cho cái việc sử dụng siêu âm. Chúng ta thấy là cái đầu dò của siêu âm sẽ là cái đầu dò linear đó, đầu dò thẳng phẳng đó, và đã được bọc ni lông vô trùng để mà chúng ta thấy mình có cái loại ni lông vô trùng đúng không ạ? Mỗi bệnh nhân sẽ được bọc và sau khi chích xong mình sẽ đấy. Cái loại này là vô trùng, giống như là hay sử dụng trong phòng mổ, chúng ta để bọc cho từng và chúng ta sẽ có những cái gắn cái điện cơ bằng gắn các cái điện cực vào. Pha thuốc thì cũng giống như lúc nãy thôi. Rút ra loại này hết. Semi này là 107, này 108, 150 và bên này là 108. Ok. Đây là 150, mình sẽ chích cơ splenius capitis, tức là cơ gối đầu. Chủ yếu là cái này chúng ta thấy cái sử dụng cái bao để cái gel, cũng chúng ta cũng sử dụng loại gel vô trùng. Một cái miếng gel nhỏ vô trùng. Bệnh nhân được sát trùng nha. Tại vì hôm nay mình cái phần cái chính là mình chủ yếu là cái quy trình kỹ thuật là chính.
chúng ta thấy có cái hoạt động ở trên điện cơ ha. Là thường á, nếu mà xin lỗi cầm, nếu mà mình cầm cái đầu dò của cái siêu âm á thì là nó sẽ bị nhiễu lắm. Mình vừa cầm đầu dò siêu âm nó thì bị nhiễu, mình thả cái đầu dò siêu âm ra thì mình sẽ thấy được cái hoạt động của điện cơ đó. Cho nên còn nếu mà mình để cái đầu dò thì mình sẽ thấy được cái thuốc nó vào. Nên trong trường hợp này mình bỏ cái đầu dò siêu âm ra, mình sẽ thấy cái nó sẽ bị và mình sẽ tiêm cho cái cơ gối đầu hai vị trí. Nếu mà anh chị mà mình tiêm cho cái co cứng cơ mà không cần phải điện cơ thì mình cầm cái đầu dò luôn, mình tiêm ở trên cái đầu dò mình nhìn thấy được cái màn hình luôn. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì mình muốn đảm bảo là mình thấy được cái hoạt động điện thì mình sẽ chúng ta thấy cái hoạt động điện ha, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy được cái không thấy rõ được, tại vì mình vẫn để cái đầu dò siêu âm nó bị nhiễu, nó gây ra nhiễu. Nhưng mà tôi tìm để thấy cho các anh chị thấy cái thuốc nó vào cái cơ gối đầu nè, anh chị sẽ thấy được cái thuốc là nó vào cái cơ gối đầu. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho cái 107 cho cơ bắn gai. Đây, chúng ta sẽ thấy được cái lớp cơ bắn gai thứ hai. Đây, chúng ta sẽ thấy được cái cơ bắn gai thứ hai thả ra đi chị. Các anh chị thấy là nó sẽ hoạt động rất là dữ. Đấy không? Chúng ta sẽ thấy cơ bắn gai nó sẽ hoạt động rất là dữ khi mà bệnh nhân thả ngửa cổ. Đây, chúng ta sẽ thấy được cái cơ bắn gai. Chúng ta thấy là khi bơm thuốc là thuốc nó vô ha. Nó vô ngay cái cơ bắn gai. Tại vì cố tình để cái đầu dò siêu âm để cho các anh chị thấy là nó vào cơ bắn gai. Rồi chúng ta sẽ qua cái cơ bắn gai bên sẽ trùng hết rồi đúng không? Cơ bắn gai phía bên này, phía bên trái. Chị thả này đi ha, hơi khó chịu một chút đúng không? Này, chúng ta sẽ thấy cơ bắn gai phía bên trái to. Đau không chị? Đau.
là suy mà cơ bắn gai ở đầu ngoài. Thấy đầu bên ngoài có cửa bắn ra. Thả tay đi. Ngoài này không nhiều lắm. Ngữ nói nhiều. Được. Rồi mỗi cơ chúng ta sẽ tiêm hai vị trí. Như vậy, cơ gối đầu bên phải chúng ta tiêm 150. Cơ bán gai đầu bên phải 170. Hai vị trí và cơ bán gai đầu bên trái 180. Lần này chúng ta không tiêm cơ ức lồng chẩm. Rồi cái thang điểm TWSTRS phiên bản tiếng Việt ha, phiên bản tiếng Việt thì chúng ta cũng đã có. Thật ra thì cái thang điểm này thì đã được dịch ra tiếng Việt lâu rồi, nhưng mà gọi là đánh giá giá trị của nó thì cũng chưa có được có nghiên cứu đánh giá bài bản. Chúng ta chỉ dịch và chúng ta sử dụng thôi. Có một anh chị hỏi là loạn trương lực cổ hiện Bộ Y tế có văn bản đồng ý Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí hay chỉ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh? Cái này là có văn bản của Bộ Y tế rồi ha. Tại vì hai cái lý do, thứ nhất là chúng ta cái nào mà có trong thông tư. Cái lý do thứ hai là có trong phác đồ điều trị, và lý do thứ ba là có trong brochure chỉ định của thuốc. Cái về loạn trương lực cổ thì cả ba đều có hết rồi, cho nên không có lý do gì mà Bảo hiểm Y tế của sở thành hoặc sở của tỉnh hay là thành phố từ chối được. Vấn đề là chúng ta sẽ phải trao đổi với họ để họ nắm được các cái, đưa cho họ các cái tài liệu để họ biết thôi. Sau khi mình tiêm xong thì người bệnh sẽ được đo sinh hiệu lại ha, xong rồi người bệnh sẽ theo dõi 15 phút đến 30 phút. Nếu mà không có phản ứng gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cho người bệnh về và hẹn tái khám. Thường thì sau khoảng 2 đến 4 tuần thì mình sẽ tái khám trở lại, hoặc là nếu có tác dụng phụ gì đặc biệt. Thường thì tác dụng phụ nó cũng xảy ra sau 5 đến 7 ngày chứ không phải là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên thường về thì người bệnh sẽ có một số người sẽ có tác dụng phụ đau cái nơi tiêm, đau hơn bình thường, hoặc nhưng mà thường nó cũng chỉ khoảng 10% thôi. Hoặc là có triệu chứng giống cúm, ớn lạnh, cảm cúm cho những người bệnh tiêm lần đầu. Còn tác dụng phụ nuốt nghẹn hay là mỏi cổ, yếu cổ thì thường là sau 5 đến 7 ngày. Rồi bác sĩ Thương hướng dẫn cho người bệnh ha. Cô có thấy khó chịu gì sau tiêm không cô? Không, thấy bình thường. Rồi vậy cô lại, các cô điều dưỡng sẽ đo lại huyết áp rồi cô ngồi nghỉ 15 phút khỏe thì cô sẽ về nha. Tại vì cô tiêm nhiều lần rồi. Cho nên thành ra là khi nào mà cô thấy khó chịu thì cô nhắn điện thoại lên để đặt lịch hẹn tiêm với mấy cô điều dưỡng ha. Cô hỏi tại địa phương nếu như mà có xin được giấy chuyển tuyến thì mình xin giấy chuyển tuyến để lần sau mình tiêm được giảm chi phí. Vâng, cô Lượm. Cô cũng cảm tự hơn là cảm ơn nó cho số. Dạ rồi. Rồi nói chung là cổ
khá là khó chịu cho cái cổ của mình, và cổ cũng rất xúc động là tại vì cổ cũng khó khăn và gần như là cổ đã được tiêm trong các cái chương trình hỗ trợ cũng nhiều lần. Các anh chị hỏi về một số rồi bây giờ những cái trường hợp tiếp theo thì các anh chị sẽ xem qua thôi, cũng không có giới thiệu thêm về cái quy trình. Chúng ta cũng sẽ thấy anh mời các anh cứ quay cho mình tiến hành cái vấn đề bình thường ha. Mình sẽ trả lời những cái câu hỏi trong quá trình tiêm luôn. Có anh chị hỏi là trường hợp nào mà người bệnh nhân dùng kháng đông phải ngưng thuốc trước tiêm hay không? Thì nói chung là về nguyên tắc mình thận trọng cho cái việc tiêm, tại vì đây là chúng ta biết là đây là một cái tiêm bắp cho một cái thủ thuật. Thì trong trường hợp mà cái liều kháng đông cũng nằm ở trong cái giới hạn về liều điều trị, thì nguyên tắc nó cũng làm cho chúng ta thận trọng chứ cũng không phải là chống chỉ định. Chúng ta chỉ cân nhắc là cái hiệu quả nó mang lại có để cho chúng ta tiêm hay không, và khi mà chúng ta thấy tiêm được và chúng ta có thể tiêm. Còn cái việc mà phải ngưng kháng đông cho những trường hợp mà tiêm bắp như thế này thì bản thân chúng tôi cũng không có thời điểm nào để phải ngưng kháng đông vài ngày để mà đánh giá cái nguy tại vì còn cái nguy cơ của cái việc ngưng kháng đông đó nữa. Cho nên là khi mà đánh giá mà chúng tôi đánh có thể kiểm soát được cho cái việc việc kiểm soát cái hiện tượng cái việc chảy máu thì chúng tôi sẽ tiến hành tiêm, và trong trường hợp mà cần phải tiêm thì chúng tôi sẽ tiêm. Cho nên một số trường hợp mà tiêm ở cổ, một số trường hợp tiêm ở tay và ở chân thì chúng tôi có tiêm, chân mà ở phía dưới chúng tôi có tiêm trên người bệnh có dùng kháng đông. Còn kháng cái tập tiểu cầu thì đương nhiên là thường là tiêm rồi. Cái thang điểm đánh giá thì các anh chị phải đăng ký vào thành viên của hội MDS, xong rồi vào đó mình sẽ search là cái thang điểm TWSTRS này. Thật ra thì ở trong cái trang web của cái hội rối loạn vận động, nó đã có một loạt tất cả các cái thang điểm để cho mình đánh giá rồi, và những thang điểm nào mà có video huấn luyện thì nó đã có trên đó luôn. Cho nên các anh chị đăng ký thành viên của cái hội đó thì anh chị sẽ có được những cái thang điểm như vậy. Chúng tôi vẫn có điều trị cho những trường hợp tiêm cho những trường hợp trẻ bại não, trẻ loạn trường lực, những trường hợp mà có chỉ định tiêm thì chúng tôi sẽ cũng có nhận tiêm. Có một số anh chị ở Nhi Đồng 2, một số anh chị biết ở đây có điều trị tiêm cũng có giới thiệu lên cho một số trường hợp. Dạ em xin giới thiệu cái trường hợp thứ ba. Chào cô. Dạ cô có thể tự giới thiệu về bệnh của mình cho các bác sĩ cùng nghe không ạ? Bị mà thần kinh giật bên mặt á. Thì lên đây để chích này, chích cũng nghe được nhiều lần rồi. Thì thấy khỏe, giờ lên chích nữa. Lúc hôm bệnh rút tới giờ lâu rồi, mấy cả năm rồi ạ. Cô giật mặt là mấy bao lâu rồi cô? Hồ năm 2002 tới giờ. Lâu dữ đó. Đầu tiên nó giật ở trên mắt trước hay là trên miệng trước? Cái mắt á, nó giật nhẹ nhẹ. Rồi cái thời gian lâu cái nó giật
mạnh. Cái đầu cũng chìm rung trơn đó, đâu biết đâu, nó giật chị cũng không hết đó. Chích thì nó đỡ, nó khỏe vậy đó. Rồi cái giật mắt này có làm cho cô ngại khi cô giao tiếp với người khác không? Mắt cỡ chết, nó méo miệng có một bên mà. Rồi có gây ảnh hưởng cho cô mà khi mà cô đi lại hay là đi xe không? Đi nó giật đó, giật có khi mắt nhắm rồi không thấy đường đó. Không có thấy đường đi gì chứ, giờ này hiện giờ là nó giật quá, nó không thấy đường. Cái miệng thì nó kéo có một bên, mà ngay lỗ tai thì nó giật bạc bạc bạc. Mình nghe là như là lùng tùng giống như, à, nghe tiếng như là điếc luôn á. Lỗ tai bên trái đúng không? Đây nè. Rồi khi mà, rồi là nghĩa là rất là khó chịu cho cô đúng không? Khó chịu muốn chết luôn. Nói chuyện thì nó méo khi cắn cái lưỡi. Nó giật quá nó cắn cái lưỡi mà. Rồi cô có thể tháo khẩu trang ra để bác sĩ quan sát cái mặt của cô. Quan sát cái mặt. À, bệnh nhân thì về lâm sàng có một cái tình trạng là co thắt nửa mặt phía bên trái, à, mức độ nặng, à, gây ảnh hưởng tới giao tiếp cũng như là việc lái xe. À, bệnh nhân thì có chỉ định tiêm botulinumtoxin để điều trị co thắt nửa mặt. À, và bệnh nhân cũng đã được điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đại học Y Dược. À, thì cái lần vừa rồi là cô tiêm tháng mấy, cô nhớ không? Tiêm về cái bị gút luôn, bên tiêm cũng lâu rồi đó. Một năm chưa cô? Hình như là Tết hay gì? À, chưa Tết, quên tiêm. Thì có khi là bệnh nhân tiêm lâu lắm rồi nên bệnh nhân không nhớ rồi đó. Thì qua thông qua cái phần mềm bệnh án điện tử á, ghi lại tất cả các lần thì chúng ta sẽ biết được chính xác là bệnh nhân tiêm ngày nào. Thì cái lần đó sau tiêm về mấy ngày thì cô cải thiện triệu chứng không? Tiêm bao lâu nó mới có triệu chứng lại hả? Bao lâu mấy ngày tiêm về nó bớt á? Cỡ tuần là nó khỏe lại. Rồi sau bao lâu là nó bớt nhiều nhất? Rồi cái cỡ tháng hay là tháng ngoài là nó khỏe. À, lúc một tháng khỏe nhất là 2 tháng nó cũng vẫn còn khỏe. Tự nhiên mà mình trong mình khỏe thì nó khỏe đó, để đầu mình lo quá thì nó cái đầu nó giật nhiều. Rồi cô bữa mà lúc mà 1 tháng cô khỏe thì 10 phần cô bớt được mấy phần? 10 phần bớt cỡ 6 vậy đó. 6 7 có khi vậy đó. Tốt nhất là mấy phần? Tốt nhất là 7 phần. Là bớt được 70%. Rồi nó bớt được mấy tháng cô? Cỡ 3 tháng là khỏe đó. À, 3 tháng là rất khỏe. Trở lên là bắt đầu nó giật nhẹ. Sau 3 tháng bắt đầu giật nhẹ lại. Giật từ từ lại. Rồi tiêm về cô có tác dụng phụ gì không cô? Không thấy gì. Thì là cô có hài lòng với cái việc mình điều trị tiêm như vậy không? Hài lòng chứ mấy chịu đi chích. Rồi thì lần này sẽ tiêm lại như lần cũ nha. Yeah. Thì bệnh nhân này sau khi tiêm về 1 tuần thì cải thiện triệu chứng và tốt nhất là 70% và hiệu quả cái dài 3 tháng. À, không ghi nhận tác dụng phụ gì hết đúng không cô? Không ghi nhận tác dụng phụ. Thì về cơ bản với cái mức độ hiệu quả như vậy thì mình có thể là giữ nguyên liều hoặc là tăng thêm một chút ít cũng được. À, nhưng mà nếu tăng chút ít thì nó cũng sẽ đi đôi với cái việc là tăng cái nguy cơ của tác dụng phụ. À, nên cơ bản nếu như mà người bệnh hiệu quả trên 3 tháng và trên được 70% và người bệnh thấy thoải mái với kết quả điều trị thì có thể là giữ nguyên liều như lần trước. Thì bước tiếp theo thì cũng như là hai cái trường hợp trước thì sẽ tư vấn cho người bệnh các cái hiệu quả và tác dụng phụ của tiêm và cho người bệnh ký cam kết đo huyết áp. Và bước tiếp theo thì sẽ cho người bệnh tiêm thuốc.
Thì lần trước người bệnh tiêm cái tổng liều 80, thì lần này quyết định là sẽ giữ nguyên cái liều như lần trước. Rồi, xin chào cô Hường. Dạ, cô Hường bị cái bệnh giật cái mạch này là bao nhiêu năm rồi cô Hường? Dạ, chào bác sĩ. Tôi bị từ năm 2004. Vậy cô bắt đầu điều trị cái phương pháp tiêm thuốc này là bao lâu rồi? Thì 2004 thì bắt đầu tôi bị, thì tôi đi châm cứu bấm huyệt 2 năm. Rồi tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh ấy, thì người ta cho tôi lên bệnh viện tâm thần, rồi tâm thần mới chuyển lên bệnh viện mắt, trong vòng đấy là 3 năm.
Thì tôi tiêm ở bệnh viện mắt cũng 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 lâu rồi, cũng khoảng 5-6 năm ấy. Rồi về sau tôi lại bị cái vai không có giơ tay lên được ấy. Rồi tôi đi bấm huyệt cái một thời gian đấy là không thấy nó giật nữa. Rồi lúc nó trở lại cái vai bên trái ấy, thì bắt đầu lúc đấy nó giật mạnh hơn. Là tôi tiêm tới bây giờ. Thì sau khi mình tiêm về cái lần vừa rồi á, thì sau mấy ngày bắt đầu mình thấy nó cải thiện triệu chứng không? Khoảng chừng 3 ngày là không thấy nó giật. Nó bớt được 70%. À, chỉ lâu lâu nó chỉ máy máy tí xíu thôi. Xong rồi được 1 tuần, được 2 tuần là bắt đầu nó lại giật trở lại bình thường. Vậy là coi như là cô thấy hết cái hiệu quả của thuốc là trong vòng bao lâu là hết hiệu quả của thuốc? Hết hiệu quả là trong vòng 2 tháng. Vậy là so với cái mức trung bình thì cô Hường hiệu quả khá ngắn hơn. Trung bình thì mới được 3 tháng mà cô Hường thì chỉ mới được 2 tháng thôi. Đúng rồi. Cô tiêm về có tác dụng phụ gì không cô? Tác dụng phụ thì không có, chỉ có mắt thì nó không có nhắm lại được thôi. Nhắm không kín hay sao cô? Nhắm không kín, thí dụ mình ngủ giống như là mình mở mắt ấy, giống như mình đang thức ấy. Đây là nó có tác dụng phụ. Trong vòng 2 tháng là bắt đầu thấy nó mới khép lại dần dần. Nhưng mà cái lúc mà mắt mà cô thấy là còn hở thì nó có giật không? Bác sĩ hỏi sao? Cái lúc mà cô nói là cô mắt đang nằm ngủ mà thấy giống như là đang thức ấy, lúc đó nó có giật không? Không, cái lúc đấy nó còn thuốc thì nó không có giật. Ừ. Nhưng mà bắt đầu mà thuốc hết hoàn toàn trong vòng bao lâu là thuốc hết hoàn toàn? Hết hoàn toàn là 2 tháng là đã hết rồi. Ừ. Còn mà mắt nhắm không kín đó là trong vòng bao lâu? Chỉ trong vòng có 1 tháng thôi. Ừ. Cái hôm mà nó hết được 2 tháng thì gọi cho bác sĩ đấy, thì bác sĩ nói là chưa thì có tiêm cô Hường thì tiêm về 3 ngày bắt đầu có cải thiện. Đúng rồi. Lúc mà tốt nhất thì bớt 70%, nhưng mà hiệu quả thì chỉ kéo dài là được 2 tháng thôi. Có tác dụng phụ là hơi yếu cơ vòng mi. Cái lúc mà nó giật lại cô khó chịu nhất là cái vùng mắt hay là cái vùng miệng? Nó khó chịu nhất là cái vùng mắt. Tức là khi mà nó giật nhiều cái mắt của mình nó co lại. Nó làm như là không có mở được, nó nắm chặt lại luôn ấy. Rồi lúc đấy bắt đầu nó mới kéo miệng. Thì đối với trường hợp của cô Hường mà cái thời gian hiệu quả chưa được 3 tháng thì chúng ta có thể xem xét tăng liều thêm. Nhưng mà do cô có tác dụng phụ là yếu cơ vòng mắt, nghĩa là tiêm về thì mắt nhắm không kín, cho nên thành ra mình chỉ tăng cái liều thấp thôi chứ không có tăng liều nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Dạ rồi, mời cô lên để tiêm. Một số anh chị hỏi là cải thiện bệnh nhân loạn trương lực cổ cải thiện độ nặng nhưng mà đau sau tiêm nhiều hơn. Có thể thứ nhất là do cái chúng ta tiêm thì lúc bệnh nhân vừa tiêm là sẽ đau, nhưng mà cũng có trường hợp sau khi mà chúng ta tiêm về bệnh nhân cải thiện độ nặng nhưng mà nó lại gây ra một cái triệu chứng, một cái tư thế bất thường khác, tức là nó yếu cái cơ này nhưng mà nó lại gây ra một cái tư thế qua phía bên khác. Chẳng hạn nó sẽ chèn ép, nó làm cho người bệnh đau trở lại. Cho nên là nhiều khi chúng ta đánh giá lâm sàng trên cái độ nặng chúng ta thấy nó đỡ, nhưng mà thật sự là bệnh nhân không đỡ về mặt cái triệu chứng của cái đau. Chúng ta cũng biết rồi, cái sức chịu đựng của mỗi người bệnh thì nó khác nhau, cho nên có người bệnh tàn phế rất nhiều nhưng mà ta thấy nó sinh hoạt bình thường. Người ta giải thích khi mà tim mà bị bệnh nhân nuốt nghẹn thì thường là do tim cơ ức đụng chủng là nhiều nhất. Khi mà tim cơ ức đụng chủng có thể thuốc nó lan ra bên ngoài cái cơ và gây ra ảnh hưởng các cái cơ gây ra chức năng nuốt. Cũng có thể chúng ta tim nó không có đúng cái cơ ức đụng chủng mà nó bị lan ra bên ngoài, vân vân. Cho nên nó ảnh hưởng lên các cái cơ gây ra nuốt ở cái vùng hầu họng. Cho nên đó là lý do nó gây ra cái tác dụng phụ.
Bệnh nhân Vũ Thị Hường này hiệu quả được 2 tháng, 70%. Có tác dụng phụ gì không? À, bệnh nhân yếu mi mắt. Như vậy thì cái hiệu quả nó không kéo dài là nó bị giật lại ở vùng nào? Nó giật lại ở vùng mắt nhiều. Như vậy thì trong trường hợp chúng ta thấy cái liều ở vực tiếp chích ở cái vùng mi mắt của mình là cũng khá là nhiều đó. Chúng ta biết rằng là cái việc giật chúng khi chúng ta tiêm không chắc nó không có phải là hết hoàn toàn. Mà nó vẫn còn giật ít. Như vậy thì cái than phiền của bệnh nhân nó sẽ có nhiều yếu tố. Nhiều khi bệnh nhân thấy còn giật ít thì vẫn than phiền lại còn giật. Hoặc là hơi giật giật lại tí xíu rồi bệnh nhân đã than phiền là nó giật lại rồi. Cho nên cái khoảng thời gian 2 tháng mình sẽ phải hỏi kỹ là 2 tháng là bắt đầu bệnh nhân có dấu hiệu giật lại hay là 2 tháng là khi bệnh nhân giật nhiều nhất. Và cái ngưỡng của chịu đựng của bệnh nhân nó như thế nào. Ví dụ như bệnh nhân này hiệu quả chỉ nói là có 2 tháng thôi nhưng mà đã bị tác dụng phụ rồi thì cái việc mà chúng ta tăng cái liều lên, có thể chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái vị trí của tim, chứ còn nếu mà tăng cái liều lên thì cái tác dụng phụ sụp mi mắt nó lại càng nhiều hơn. Trong một số trường hợp mà mình khó nhận biết được thì nên khuyên bệnh nhân là tái khám sau 2 tuần để mình xem cái tác dụng phụ ở thời điểm đó là nó là tác dụng phụ gì và cái hiệu quả của nó là như thế nào để chúng ta có thể canh cái liều lại cho nó chính xác hơn. Cũng như canh cái vị trí tiêm cho nó chính xác hơn. Còn một số bệnh nhân của mình thường là tiêm một lần xong rồi khi nào nó bị giật lại thì mới lên tiêm lại, thì lúc đó mình sẽ khó đánh giá được cái tác dụng phụ của nó như thế nào. Thế trong trường hợp người bệnh này thang 2 là hiệu quả chỉ có 2 tháng thôi, hiệu quả được 70% nhưng mà bị yếu cái mi mắt đó. Cho nên cái việc mà than phiền yếu mi mắt bây giờ mình chỉ có cái chỉnh lại cái vị trí một chút, chứ còn mình khó mà có thể tăng cái liều lên được. Thì trong trường hợp mà cổ em hỏi kỹ lại là cổ giật lại ở phía bên ngoài hay là giật ở phía bên trong? Không phải nó giật lại nhiều, có nó giật phía bên ngoài hay là giật ở phía bên trong mắt. Đây đúng không? Như vậy thì mình có thể mình chuyển cái liều ở bên trong mình. Như là mình sẽ chuyển cái liều ở bên trong mình chuyển ra bên ngoài. Như chỗ này.